Hi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình. Trong video lần này, mình sẽ kể tất tần tật các giai đoạn quá trình luyện thi chuyên Anh của bản thân và bên cạnh đó, mình cũng sẽ review tài liệu, phương pháp ôn thi từng dạng bài có trong đề thi chuyên Anh. Và nốt một chút thì đây sẽ là phiên bản Pro Max của video ôn thi chuyên Anh cũ, cho nên là mình sẽ give away tất cả các tài liệu mà mình đã từng sử dụng. Mình chia sẻ cho các bạn với tư cách là một người từng trải nên hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào nhé. Ok, cùng vào vấn đề chính thôi. Nếu như bạn có ý định sẽ thi vào chuyên Anh sớm thì đây là một điều quá tốt, tại vì các bạn sẽ có hẳn một thời gian dài để xây dựng nền tảng vững chắc về tiếng Anh cơ bản và nâng cao. Còn nếu như bạn xuất phát trễ và đang trong giai đoạn nước rút thì cũng không sao, việc ôn sớm hay muộn không quyết định việc bạn sẽ đỗ hay không, mà thứ quan trọng và cốt lõi nhất đó chính là sự kỷ luật và nỗ lực của bản thân. Vì vậy, thay vì ngồi chán nản, hối hận tại sao mình không quyết định ôn thi chuyên Anh sớm hơn thì bạn hãy bắt tay vào ôn luôn, đừng chần chừ nha. Còn về lịch học năm lớp 9 của mình thì mỗi tuần mình sẽ làm theo lộ trình 4-3-2-1, tức là 4 đề Anh chuyên, 3 đề toán thường, 2 đề văn thường và 1 đề Anh thường. Lịch học thì sẽ tùy thuộc vào khả năng và mục tiêu của mỗi bạn. Và thường thì mình bắt tay vào luyện đề vào cuối kỳ 1 hoặc là đầu học kỳ 2. Vì đề chuyên sẽ nằm từ mức B2 trở lên nên các bạn cần phải nắm chắc nền tảng kiến thức B2 và ôn kỹ các sách có level B2 trở lên nhé. Sách Destination B2 và C1 C2 có lẽ là một bộ sách đã quá quen thuộc mà chắc chắn những ai có ý định hoặc đang là học sinh chuyên Anh đều sẽ nghe qua hoặc biết đến quyển sách này. Đặc điểm của hai cuốn sách này là sẽ giúp chúng ta ôn từ vựng và ngữ pháp một cách có logic. Phần vocabulary sẽ bao gồm các mục nhỏ như phrasal verbs, phrases and collocations, word formation và word patterns. Đặc biệt là phần idioms và collocations rất hay xuất hiện trong đề thi. Còn cuốn C1, C2 phải gọi là cực kỳ khó với nhiều từ vựng kinh khủng nhưng lại rất hay. Với quyển C1, C2 thì mình ưu tiên khai thác các cấu trúc câu và idioms. Các phần từ vựng còn lại thì nó tương đương với đề thi học sinh giỏi lớp 11-12 nên là bạn nào phải học thật chắc B2 mới dành thêm thời gian học từ vựng ở quyển này. Và sau đây sẽ là cách học, cách ghi chép của mình khi học cuốn sách này, các bạn có thể tham khảo nha. Về phần grammar thì bạn nên chép các công thức cần nhớ và cho một ví dụ cho từng công thức vào một cuốn sổ. Các bạn có thể dùng các màu mực khác nhau để khi nhìn vào thì mình sẽ thấy được sắp xếp một cách hợp lý và dễ nhìn hơn. Đối với phần vocabulary thì mình nghĩ bạn nên viết các từ và giải thích chúng theo một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Bạn nên có một quyển tập riêng để viết phrasal verb và mình sẽ chia cuốn sổ ra thành nhiều mục như là phrasal verbs bắt đầu với take, rồi là go, catch, v.v. để mà mình có thể tóm gọn được kiến thức. Còn phần word patterns thì cần phải được chú trọng vì nó có thể ra trong phần gap fill. Nếu như bạn đã làm xong cuốn Destination B2 thì các bạn có thể lên Google và với keyword Books for B2 FCE, bạn sẽ có rất nhiều cuốn sách để luyện các bài tập giống như trong đề thi vào 10 chuyên. Với những cuốn sách thuộc một sách luyện đề mà mình suggest thì các đề thi vào 10 chuyên Anh cực kỳ hay lấy các dạng bài reading và rewrite từ các cuốn này, đôi khi sẽ còn là ở phiên bản CAE hoặc là CPE. Tiếp theo là bộ sách của thầy Vĩnh Bá. Sách có 7 chuyên đề và được chia thành nhiều cuốn với từng dạng bài tập riêng, rất phù hợp với những bạn muốn tập trung vào phần mình yếu. Những chuyên đề này đều rất hay và khó nên khi làm xong thì chắc chắn bạn sẽ giỏi lên khá nhiều ở chuyên đề đó. Về việc là có nên làm tất cả các chuyên đề hay không thì mình xin phép được trả lời là không. Các bạn cảm thấy mình yếu ở dạng bài hoặc chuyên đề nào thì hãy mua sách về và học, chứ không nhất thiết là phải làm hết. Vì mình nghĩ chắc cũng không có ai có đủ thời gian để làm hết đống sách đó đâu. Ngoài những cuốn sách trên thì thầy Vĩnh Bá còn có hai cuốn sách khá huyền thoại và hầu hết ai cũng khuyên làm, đó là sách hướng dẫn ôn tập và làm bài thi tiếng Anh và sách tài liệu ôn thi trung học phổ thông môn tiếng Anh. Hai cuốn này thì các bạn chọn một cuốn và làm cuốn nào cũng được. Đối với những bạn chưa vững ngữ pháp thì mình recommend các bạn nên mua bộ sách English Grammar and Use để học. Từng kiến thức ngữ pháp trong sách được giải thích khá chi tiết
phù hợp với những bạn muốn tự học. Sách tập trung vào ví dụ nhiều hơn là công thức sẽ giúp bạn dễ ứng dụng và ghi nhớ. Đặc biệt là sách sẽ luôn có bài tập đi kèm để bạn có thể luyện tập luôn các điểm ngữ pháp mới học. Còn đối với cuốn sách Olympic 30 tháng 4 thì các bạn phải làm xong bộ sách luyện thi của thầy Vĩnh Bá mới được làm đề này. Tại vì những cái đề trong quyển sách này chắc chắn sẽ khó hơn đề thi chuyên rất là nhiều. Nếu không có thời gian thì các bạn không làm cũng được. Còn nếu muốn làm thử thì nên làm những cái năm xa xa như là 2006-2007, còn khó sẽ là những năm gần đây. Mình nghĩ sách này sẽ phù hợp với những bạn ở Hà Nội thi Amsterdam này nọ. Còn quyển này phải gọi là cực kỳ khó, nên là mình khuyên nếu các bạn có làm thì nên làm phần chọn từ để hoàn thành câu hoặc là phần viết lại câu, tại vì nó khá là hữu ích. Và cuối cùng sẽ là sách bài luận mẫu tiếng Anh dành cho học sinh thi trung học phổ thông chuyên. Sách cung cấp những đoạn essay mẫu do chính thầy Mai Thành Sơn viết. Và trong mỗi bài viết mẫu thì thầy cũng highlight và giải nghĩa các từ vựng hay, khó được dùng trong bài. Các bạn sẽ không chỉ có thể mở rộng được vốn từ qua những cái bài luận mẫu này, mà còn học được cái lối viết đoạn, viết luận mà học sinh cần có trong các bài thi chuyên. Trắc nghiệm thi chuyên nó sẽ ra các kết quả nhìn giống nhau đến 80% để các bạn rối não, cho nên là hãy phân tích thật kỹ nhé. Và có một câu hỏi đặt ra là từ vựng ôn thi chuyên Anh cần biết tới đâu? Hơn 90% từ vựng từ các mẫu đề thi vào lớp 10 chuyên Anh đều là những từ mở rộng ngoài chương trình chính thức, cho nên là nhìn vào thì nó cao siêu lắm. Chắc chắn sẽ không có một danh sách cụ thể những từ vựng cần biết để thi vào chuyên Anh. Tuy nhiên, dựa trên phân tích các cái đề thi rồi là kinh nghiệm ôn thi thì mình nghĩ thi vào chuyên Anh đòi hỏi vốn từ vựng ở trình độ là B2 đến C1. Và trong video lần trước, mình cũng đã đề cập đến trang web tổng hợp từ vựng B2, C1, đó là Oxford Learner's Dictionary. Còn về cách học từ vựng thì mình cũng có làm một video rồi, link mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Trong phần Lexical Grammar thì có rất là nhiều từ vựng nằm trong phrasal verb và nó cũng tập trung nhiều ở phần viết câu, cho nên là các bạn đừng có bỏ qua nó nha. Và ngoài việc học phrasal verb thì các bạn cũng phải học các cái tính từ ghép, danh từ ghép, cái phần đó cũng rất là quan trọng. Đề thi tiếng Anh chung thì sẽ rất là ít gặp cái phần đảo ngữ, nhưng mà đề thi chuyên Anh thì 50% các bạn sẽ gặp nó trong những cái bài đọc hoặc là 90% là trong phần viết lại câu. Còn đối với dạng bài word form thì khi mà học từ mới các bạn nên học luôn family word của nó. Và có một từ điển tra word form rất là hay, đó là từ điển Etymology. Những tài liệu thuộc phần Lexical Grammar và phần Word Form thì mình sẽ để ở hộp mô tả, các bạn nhớ check link nha. Đối với dạng bài Listening thì các bạn hãy luyện nghe chăm chỉ, nghe hàng ngày và sử dụng phương pháp Active Listening, là sử dụng một cái cuốn sổ nhỏ để nốt lại những gì bạn nghe xuống, rồi ghi lại những cái chỗ mà bản thân không nghe rõ. Dành ra từ 15 đến 30 phút để nghe và lựa những bài phù hợp với trình độ của bản thân. Nếu nghe chưa vững thì các bạn nên tham khảo kênh iMary, còn nghe vững rồi thì các bạn nên nghe BBC Learning English hoặc là TED Talk. Và một tips nhỏ nữa là khi nghe một đoạn audio thì các bạn phải nghe thật chăm chú, cẩn thận và tỉnh táo để tránh những cái cú lừa trong đề. Khi nào mà có từ bạn không biết hoặc không nghe rõ thì các bạn hãy bình tĩnh, lặp lại âm đọc của từ đó, rồi dựa theo các từ xung quanh hoặc là hoàn cảnh dùng từ để suy ra spelling cũng như là nghĩa của từ. Ở phần listening thì độ khó của chúng sẽ rơi vào FCE, nên nếu bạn luyện FCE hoặc là CAE nhiều thì tỷ lệ full điểm listening là khá cao. Việc các bạn biết nhiều từ vựng sẽ là một lợi thế rất là lớn trong phần reading. Và khi mà đọc thì các bạn nên chọn lọc những cái chi tiết chính, và để hiểu rõ bài đọc nhanh hơn thì các bạn không nên chú ý nhiều vào các cái trạng từ hoặc là tính từ. Phần cuối cùng sẽ là phần writing, viết paragraph hoặc là essay. Một vài tỉnh nó sẽ yêu cầu các bạn viết về một chủ đề nào đó, thì các bạn phải nắm rõ được cấu trúc bài viết, là bắt buộc phải có topic sentence cũng như là supporting evidence cho các ý. Các bạn nên giới hạn lại chủ điểm cho bài luận. Các cái trường thì họ sẽ có xu hướng là ra bài luận dạng trình bày quan điểm về một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Chủ điểm có thể là society, problem, environment, education hoặc là technology. Nên các bạn hãy lên trước cái dàn bài, tìm rồi là học những từ vựng hay, chuyên về cái chủ đề đó, cũng như là luyện viết trước.
đích đến của mình là đậu chuyên Anh nên các bạn hãy nâng cao vốn từ vựng ở mọi chủ điểm và phải được phát triển đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, chứ không đơn thuần chỉ là ngữ pháp và luyện đề. Việc luyện thật nhiều đề tiếng Anh và tích cực học ngữ pháp thì cũng chưa đủ. Các bạn cần phải trang bị luôn kỹ năng làm bài. Và bên cạnh đó thì môn chung cũng rất quan trọng nên các bạn cần phải cân bằng được cái việc là học môn chuyên và môn chung. Vì vậy mà việc quản lý thời gian luôn là một điều nên đặt hàng đầu trong mọi việc của cuộc sống, không riêng gì việc ôn thi. Mỗi ngày mình đều viết ra một cái lịch trình cụ thể với thời gian rõ ràng, ví dụ như là mấy giờ rồi mình học gì chẳng hạn. Vì khoảng thời gian này là một khoảng thời gian chạy nước rút, nên càng biết phân bố cụ thể hóa thời gian, càng giúp bạn học được nhiều hơn và năng suất hơn. Về vấn đề là nên tự học hay là đi học thêm, thì nếu như bạn không có ý chí hoặc tự giác, cái việc tự học nó sẽ rất là khó. Cho nên là hãy đi học thêm để có thể tạo được môi trường cạnh tranh với các bạn đồng trang lứa. Nhưng mà với sự phổ biến của công nghệ thì việc tự học để ôn thi là một điều rất là bình thường. Chỉ là nếu có điều kiện thì mình khuyên các bạn là nên tìm thầy cô để hướng dẫn thêm thôi. Và hãy nhớ là việc ôn thi sẽ rất là căng thẳng, cho nên là các bạn cũng đừng học nhiều quá, mà chúng ta cần phải giải lao vừa học. Video đến đây có lẽ cũng hơi dài rồi nhỉ. Như đã hứa từ đầu video thì mình sẽ give away toàn bộ tài liệu mà mình dùng khi ôn thi chuyên Anh. Link của tài liệu thì mình sẽ để dưới phần mô tả và mong rằng khi các bạn sử dụng tài liệu này thì có thể giúp ích một phần nào đó cho cái con đường ôn thi chuyên Anh của các bạn. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình, ủng hộ từ video ôn thi chuyên Anh đầu tiên. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!